Chào các bạn đã đến với kênh chia sẻ kiến thức cuộc sống. Hôm nay mình làm video này chia sẻ đến các bạn một khóa học. Thì khóa học này đã có hơn 1.054 thành viên đã đăng ký khóa học. Thì vui email marketing là những chiến lược kinh doanh bằng email marketing, thì cách sử dụng công cụ bằng Get Chatbot và nâng cao chất lượng tìm kiếm chăm sóc khách hàng. Giới thiệu khóa học email marketing vẫn là công cụ hỗ trợ đắc lực cho những chiến lược marketing. Email marketing giúp bạn xây dựng mối quan hệ, tạo dựng lòng tin và tăng khả năng nhận diện thương hiệu với khách hàng bằng cách cung cấp thông tin hữu ích. Tuy nhiên, để tiếp thị thành công và tăng doanh số kinh doanh bằng email là điều mà tất cả mọi người chiến lược nào đều muốn, nhưng không phải lúc nào cũng đạt hiệu quả. Để bạn luôn duy trì được những chiến dịch email marketing thành công, mang đến cho bạn thêm nhiều khách hàng và bán được nhiều sản phẩm dịch vụ hơn nữa, thì hãy đến với khóa học Vui Email Marketing của giảng viên Hán Quang Dự. Với cách truyền đạt dễ nhớ, dễ hình dung, bạn sẽ nắm được bản chất của Vui Email Marketing, từ đó đưa ra những chiến dịch kinh doanh bằng email và được thực hành bằng công cụ Get Chatbot. Từ đó bạn sẽ có những chiến lược và những bí quyết email marketing chuyên biệt để tạo dựng được thương hiệu và thành công. Thì lợi ích khóa học: nắm được chiến lược để đạt được danh sách khách hàng tiềm năng một cách tự động, mỗi ngày và mãi mãi. Biết chi tiết từng bước để thực hiện hóa chiến lược, đó là thông qua công cụ email marketing và email Get Chatbot. Biết cách thực hiện xây dựng các website đơn giản và hiệu quả. Biết cách thức để có được thông tin khách hàng tiềm năng trên Facebook tự động. Biết cách thức để có thông tin về tiềm năng của YouTube tự động. Đối tượng đào tạo là nhân viên kinh doanh, chủ doanh nghiệp startup, chủ các doanh nghiệp tinh gọn mong muốn phát triển kênh bán hàng tự động thông qua email marketing. Thì sau đây mời các bạn theo dõi một đoạn video giới thiệu khóa học Vui Email Marketing. Chào bạn, tôi là Hán Quang Dự. Hiện tại tôi đang là giám đốc đào tạo của công ty GCC Việt Nam. Và hôm nay khi đứng đây, tôi muốn gửi lời chúc mừng đến bạn. Bởi bạn thực sự may mắn khi đã xem được video này. Hãy nhớ chỉ cần xem hết video này từ đầu đến cuối và làm sao chỉ dẫn hết sức là đơn giản, thì chắc chắn bạn tiết kiệm hàng chục triệu đồng. Tôi nhấn mạnh là hàng chục triệu đồng. Bởi những thứ mà tôi có thể giúp bạn, khiến cho bạn kinh doanh tốt hơn rất là nhiều lần. Tuy nhiên, trước khi làm điều đó, Tôi có một thách thức đối với bạn. Và bạn muốn biết nó là gì thì hãy lắng nghe nhé. Tôi chuẩn bị bàn giao cho bạn cái quy trình email marketing để biến bạn từ một người không biết gì về email, không biết gì về email marketing, trở thành một người bậc thầy về email marketing. Giống như tôi cách đây một năm, tôi không biết gì về email marketing. Công cụ duy nhất tôi biết về email đó là Gmail. Nó giúp cho tôi và cộng sự của tôi làm được việc, tuy nhiên nó không tốt như tôi mong muốn. Nhưng từ khi tôi biết đến email marketing và tôi sử dụng email marketing, thì tôi đã tạo ra khoảng vượt bậc trong quá trình bán hàng và phát triển kinh doanh của mình và đội nhóm. Khi tôi đang đứng đây với bạn thời điểm này, thì khách hàng của tôi vẫn đăng ký vào cái form nào đó, khách hàng của tôi vẫn có nhận món quà nào đó, khách hàng của tôi vẫn tự động cảm ơn tôi và có email trả lời tự động cho họ. Và khi tôi đến đây, khách hàng vẫn mua khóa học và mua rất nhiều các sản phẩm khác ngoài khóa học của tôi. Đó là sự tuyệt vời được mang đến từ email marketing. Và nếu bạn sẵn sàng đeo tai nghe và ngồi trước máy vi tính, tay cầm chuột không kết nối internet để thực hành toàn bộ những video từ A đến Z chi tiết tỉ mỉ, rất chi tiết và tỉ mỉ để hướng dẫn về email marketing. Bạn không cần kiến thức nền tảng gì về email marketing cả, chỉ cần biết sử dụng internet thôi, chỉ cần có đủ thời gian thôi. Tôi thách bạn có đủ thời gian để xem toàn bộ video chi tiết tỉ mỉ của tôi. Bởi chỉ cần làm được điều đó, chắc chắn bạn thành công trong nghề bán hàng, đặc biệt là bán hàng qua email.
tôi thách bạn đeo tai nghe và xem được đầy đủ video mà tôi gửi cho bạn. Ok, nếu bạn chấp nhận lời thách thức của tôi thì hãy đăng ký ngay cái khóa học này. Đăng ký ngay bởi nó phí quá là thấp đi. Phí của nó quá là thấp. Tôi không nghĩ rằng có một sản phẩm tuyệt vời của tôi mà phí lại thấp như thế này. Nhưng tôi muốn trao giá trị cho các bạn. Một ngày nào đó, có thể ngày mai ngày kia, hoặc có thể là ngay sau khi bạn tắt cái tab này đi và bạn bật lại thì giá khóa học tôi sẽ đẩy lên cao hơn. Và cơ hội dành cho bạn đó là đăng ký ngay khóa học này để sở hữu toàn bộ cái bộ video của tôi. Ok, hẹn gặp lại và tôi sẽ hỗ trợ bạn một cách rất là nhiệt tình và tuyệt vời. Thank you. Cảm ơn các bạn đã theo dõi một đoạn video với email marketing, những chiến lược kinh doanh bằng email marketing, sử dụng công cụ GetResponse, nâng cấp chất lượng tìm kiếm và chăm sóc khách hàng. Thì đến với khóa học hôm nay, các bạn sẽ được giảm giá là 40%. Thì khóa học này là trị giá 600.000, các bạn đăng ký theo đường link ở phía dưới video này, các bạn sẽ ưu đãi là 40%, chỉ còn lại là 359.000. Thì video hôm nay đến đây là kết thúc. Nếu như các bạn thấy video này hữu ích thì các bạn hãy chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Thân ái chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong buổi chia sẻ tiếp theo. Và hãy nhớ đăng ký, subscribe kênh của mình để nhận được chia sẻ mới nhất.